Thị xã Tịnh Biên, tứ chủ tịch quốc bồn danh kiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nà bách tẩy bung tóng kể khen quốc mài bộ tỏi khơm mai biên chàng kiềm chám dâm sáng An Giang. Công sĩ châu tốc hoài lống tới chính sâu dâm cốt chàng nhê đã bong dâm dần biển dân công chúng, mốt tỏi khơm mai biển công tan, thúc gói viện quý tướng hiáng, phóng viên dâm có tóng tẩy lang xến tình viện thiêu. Đảng khoai tòn đánh tranh thi diêm trận khốp biển chuồng diêm xã An Cư xếp nhập buồn chám cản hát dị buồn bài có thành kiếm mình cho nâu. Mai tháo bè kháng phát lai tỏ tranh thi tổng cháu thứ năm bé diêm lống đã bắt diện diêm có khốp biển chốt khỏi chuồng tốm hải trên lống diêm xã An Cư. Quốc chàng thánh trên dịp bé trộn hầm béo cả này tức thành nguồn tiểu úy, chiếc mại y tàu của Nga dịch làn cam tổ rấp bia mại đào bách tổ đài khọc tại giết u hiến, có chuẩn im hôn biển trộn dành khi tức quốc chàng thánh tổng bê mại lống tấy. Diêm chi kháng quý thị xã Tịnh Biên đã chấu tốt mại chuồng trốn bài trăm lệ trình dự cán liệu phán kháng gà tầng cơ sở chế liệp lăng chẳng xèng. Bồn khuất biển chuồng diêm thị xã Tịnh Biên chăm trọng bành y bồn bách dệt kháng, ây càng chuẩn chuồng chăm bông. Kháng ít chế lệ ghi diêm dày chiêm nhập trong bành dệt làn biển diêm tống tẩy lăng siêu tốt mại quý phấy diêm hưng chiều dệt làn biển dệt kháng. Diêm này bia giảm bài mốt tỏi cơ mai biển diêm chăm bế An Cư văn giáo vĩnh trung an hào kiếu tân lợi. Tan chiêm tống bố tỏi vĩnh trọn biển thì chá mài bu lệ trình mục tiêu quốc gia khu đại bếch lệ trình mục tiêu quốc gia chế liệp lăng chàng xiang chấm chuồm ây can tiêu chí chầm bung cứu lệ trình mục tiêu quốc gia bị phan kháng chống nhận xác của tống bố tỏi vĩnh trọn biển khang kháng ít chế lệ nghị chiếm giết chế lệ nghị chiếm hưng cứu khang kháng ít chế lệ nghị chiếm lũ chế lệ phạm chiếm như bộ tròn chốn chuồng chón bu lệ trình chiều phan kháng chống nhận xác của chiêm tống bố tỏi vĩnh trọn biển. Ây căn ủy ban nhân dân thị xã Tịnh Biên kháng chất lệ nghị triệp pham trần lên tạp tức chấu lống cài lời trình kèo ký bình. Anh có nàng phán kháng chấp nhận xác của diêm trung cân kiếm diêm sách bùn chuốt. Tông chiếc bền đảng có chó chấu căn tới tiểu mài lầy, bấy bình tới tiểu lầy nhất bấy khác chấu du lịch thương mại dịch vụ. Liên kiếu phán kháng đô thị kiếu chế liệp lăng chẳng xèng. Nhất với thị xã Tịnh Biên trong chốt có chuyển khá trở bắt đầu tư văn kháng có hạ tầng đô thị diêm có tổng trung tâm xã thị trấn vốn chẳng đẹp vườn cấu tốc mại tướng khang cho sùng tiêu chí đô thị loại bia.